Chưa tới 3 tỷ là quý cô chú anh chị đã sở hữu được một cái lô đất này đó, ngay tại trung tâm của thành phố Nha Trang. Thì cái lô đất này hiện trạng đang thuộc tọa lạc ngay tại tổ 10 Sơn Thủy của phường Vĩnh Phước của thành phố Nha Trang nha quý cô chú anh chị. Và căn nhà này có tổng diện tích là 66,4 m², có chiều ngang của nó là 4,44 m và chiều dài của nó là 14,95 m. Và đặc biệt căn nhà này, cái lô đất này có hướng là đông nam nha. Và khi quý cô chú anh chị mua lô đất này sẽ tặng được căn nhà cấp 4 này luôn. Đó, hiện tại rất là chắc chắn luôn nha quý cô chú anh chị. Và căn nhà này hiện tại đang bán với cái giá là 2 tỷ 600 triệu, và giá này còn còn thương lượng được nữa nha. Và chi tiết căn nhà này như thế nào thì em Lân xin mời quý cô chú anh chị cùng đi vào bên trong xem hết video lần này nha. Thì đây là hiện trạng cái mặt tiền trước nhà của mình này đó. Thì căn nhà này theo em Lân thấy thì căn nhà này đã thiết kế cũ quá rồi, thì chỉ bán đất thôi. Nhưng mà theo cái giá đất này thì em Lân đang xét những cái giá xung quanh thì hiện trạng cái căn nhà đang cái giá này vẫn còn cao nha. Thì quý cô chú anh chị nào mà thích cái lô đất này đó thì cứ liên hệ trực tiếp số hotline em Lân, và em Lân sẽ làm lại giá thích hợp để cho quý cô chú anh chị mua, thứ nhất là để đầu tư hoặc là mua để xây ở nha, hoặc là mua để nghỉ dưỡng ở tại hồ biển Nha Trang. Thì cái đường phía trước mặt của lô đất của em Lân mà giới thiệu đúng quý cô chú anh chị thì đường này là hiện trạng đường bê tông rộng 5 m, đã có cống phía ở giữa rồi nè quý cô chú anh chị đó, đã có cống thoát nước hết rồi đó, có đầy đủ hết luôn. Đây là cái khuôn gian hàng xóm xung quanh của mình, và đặc biệt ở đây là được mình được xây dựng tự do nha, tối đa đâu đó là tầm từ 4 tầng 4 cho đến 5 tầng gì đó đó về mật độ xây dựng. Và đặc biệt căn nhà của mình đi ra biển mất chỉ tầm 1 km thôi, nhưng mà đi ra bãi tắm Hòn Chồng thì mất đâu đó 2 km đó. Thì đây là phía ngay chỗ Sơn Thủy nè, ở đây người ta còn gọi là chợ Sơn Thủy nha. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển ra tới cái ngã tư này là ra tới chợ luôn, thì nó rất là tiện cho quý cô chú anh chị nào mà mình ở đây gần chợ. Và đặc biệt ở đây thì theo em Lân thấy thì không có nghe nhiều mùi tanh nha quý cô chú anh chị nha, không có nghe nhiều mùi tanh về hải sản đó. Ở đây luôn thì là ở trên đây chợ tươi luôn đó, đồ là đồ tươi luôn, và đồ tươi sống hàng ngày luôn sẽ cập nhật về đây. Tại vì ở gần đây ngay chỗ Sơn Thủy này là có một cái chỗ gọi là cập cảng đó, chuyên thu mua các hải sản của những cái ghe ở Sơn Thủy này về cập bến ngay đây nha, nên là hải sản ở đây là cực kỳ tươi và rất là rẻ. Nên quý cô chú anh chị sở hữu cái lô đất ở đây mà xây nhà lên ở định cư ở đây, ở nghỉ dưỡng ở đây cũng rất là thích hợp luôn. Trong vòng bán kính 500 cho đến 1 km là có đáp ứng đầy đủ các tiện ích dân sinh, ví dụ như ủy ban, trường học, trạm y tế. Ra tới đường 2 tháng 4 là tới trạm y tế luôn, tới ngay chợ Bầu luôn. Và ở đây là chợ Sơn Thủy nè đó, thuộc chợ Sơn Thủy Ngô Đến đó, thuộc phường Vĩnh Phước của thành phố Nha Trang đó. Về hiện trạng căn nhà này em Lân sẽ quay sơ trước cho quý cô chú chị xem, tại vì căn nhà này theo em Lân thấy thì nó về thiết kế nó cũng đã cũ rồi, thì chắc chắn nó sẽ không thích hợp với quý cô chú anh chị mua để ở, theo em Lân nhận định luôn đó. Thì hiện trạng căn nhà này nó chỉ có là một phòng ngủ, một phòng khách, một toilet và một cái sân đậu xe máy nè, và có một cái sân phía sau phơi thôi, và một cái bếp là hết. Thì nó rất là về cái công năng căn nhà thì nó rất là ít đó, nên là khi mà mình mua cái căn nhà này mà muốn sở hữu mình ở thì nó rất là nó không phù hợp nữa quý cô chú chị ha. Thì nên nhưng mà về cái kết cấu và cái móng của căn nhà thì cực kỳ chắc chắn luôn, căn nhà này đã xây lâu đời và được chủ sơn sửa lại thôi, sơn sửa sơ lại thôi đó. Cho nên là về cái kết cấu và tường này như quý cô chú chị thấy này, cực kỳ chắc chắn ha, cực kỳ chắc chắn luôn đó. Và tùy mình sẽ dựa theo cái kết cấu này để mình xây lên, mình lên tầng hơn quý cô chú chị nha đó. Thì đây là cái phía trước căn nhà của mình là có được cái cổng sắt này đó, có cái cổng sắt phía trước đó, và tiếp đến đó sẽ là cái thêm một cái cửa sắt đó. Nên là quý cô chú anh chị nhìn mà nhà mà bây giờ vẫn còn cửa sắt là biết cái nhà này đã lâu đời đến cỡ nào, đúng không ạ? Đó, và hiện trạng cái căn nhà này đang nó tọa lạc ngay tại phường Vĩnh Phước, nó là một trong những phường đó là nằm ngay tại trung tâm của thành phố biển Nha Trang đó, rất là tiện lợi cho quý cô chú anh chị luôn. Đây, và đặc biệt căn nhà này có hướng là đông nam nha quý cô chú anh chị đó, có hướng là đông nam cực kỳ mát mẻ đó. Và bây giờ em Lân sẽ đi vào bên trong này đó. Đây là hiện trạng cái phòng khách, nó rất là lớn nè quý cô chú anh chị đó, rất là lớn luôn, có tính là có cả không gian thờ luôn đó. Rồi tiếp đến đó sẽ là cái phòng ngủ duy nhất của tại căn nhà mình ha. Đây là duy nhất của tại căn nhà mình nè, đó là một cái phòng ngủ đó. Em Lân cũng sẽ quay sơ lược về nhanh nhanh nhất để cho quý cô chú anh chị xem, và trong trong lúc video thì em Lân sẽ chèn thêm hình sổ lên để cho quý cô chú anh chị xem được cái hình sổ của cái căn nhà này đó, để nắm rõ về cái pháp lý, cái tính pháp lý của căn nhà này nó chuẩn như thế nào ha. Phía sau đây là sẽ có được cái không gian sân phơi và cũng là lấy ánh sáng vào căn nhà của mình đó, cũng đã rào chắc chắn chống trộm rồi quý cô chú anh chị đó. Phía sau đây này có một cái tường này đó, cái tường cao lên đó của cái không gian bếp này đó, của cái không gian bếp. Rồi đây là cái sẽ là cái toilet duy nhất của tại căn nhà đó, cũng có đầy đủ công năng về có vòi sen đầy đủ nè.
có bồn toilet này đó ha, quý cô chú chị. Thì nó cũng chỉ sơ lược thôi. Thì căn nhà này theo em Lan thấy thì mua về sửa rất là nhiều, thì tốt nhất là mình đập mình xây mới lại luôn đó, thì rất là tiện. Nhưng bù lại về ưu điểm của căn nhà này, thứ nhất là hướng đông nam, thứ hai là có chiều ngang 4m x 44, thứ ba là đường ô tô vô tận nhà, thứ tư là gần biển đó, và thứ năm thì là căn nhà này hiện tại đang có kết cấu rất là đẹp và ở khu dân cư rất là đông, và đặc biệt gần chợ, gần trường, gần trạm đó, nhất cự ly nhì cần độ đó. Thì căn nhà này đáp đầy đủ cái tiện ích tiêu chí như là nhất cần thị, nhị cận giang, tam cận lộ nha quý cô chú chị nha. Đó, và đặc biệt cách đường lớn chỉ đâu đó tầm 500m thôi, rất là gần luôn. Cách đường lớn 2/4 và cách tháp bà Bonaga cũng chỉ 500m thôi. Đó, rất là gần nha quý cô chú chị. Và hiện tại căn nhà này đang bán với giá là 2.600.000.000 và còn thương lượng được nữa. Đó, thì theo cái giá này em Lăng cũng xét là rất cũng còn cao quý cô chú chị ạ. Thì quý cô chú chị nào mà thích cái lô đất này thì liên hệ trực tiếp em Lăng sẽ đàm phán lại giá hợp lý để cho quý cô chú chị, thứ nhất là mua để đầu tư hoặc là mua để xây nhà ở nghỉ dưỡng, hoặc có thể là kinh doanh căn hộ cho thuê. Tại vì cái vị trí lô đất của mình thì nó cách trường đại học Nha Trang đâu đó tầm 1.5 km thôi, rất là phù hợp cho sinh viên khi mà mình xây căn hộ lên cho thuê cho sinh viên thuê ở, rất là tuyệt vời. Tại vì thứ nhất là mình bên cạnh chợ luôn, bên cạnh ngay chợ luôn, thì rất là tiện cho sinh viên nấu nướng ở, ăn học ở tại nơi đây và làm việc ở tại nơi đây luôn. Ô quý cô chú chị nha. Dạ thì, và đừng quên cho em Lăng thấy video này hay bổ ích cho quý cô chú anh chị, và đừng quên cho em Lăng một lượt like, một lượt đăng ký để theo dõi kênh của em Lăng nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Quay cho quý cô chú anh chị xem nha, ở xung quanh mình nó có những gì. Thì đây là cái đường, bây giờ em Lăng sẽ đi thẳng ra lại đường Ngô Đến nè. Đó. Thì đây là tới cái ngã tư đầu, cái ngã tư đầu tiên giáp với lại đường Ngô Đến luôn. Đó. Và ra tới đây sẽ là đường Ngô Đến nha quý cô chú anh chị. Và đặc biệt hiện tại ở đây là xóm làng của mình ở, rất là thân thiện luôn. Đó, là rất là có tính có tình xóm làng luôn. Đó, nên quý cô chú anh chị cứ yên tâm khi mà ở đây. Đó, hiện trạng này có xe 45 chỗ, đường này là đường đường đó là cái ngõ đi vào đường Tắp Buôn Tháp Bà quý cô chú anh chị. Nhà đây vừa xây rất là đẹp nè. Đó, thì đây là hiện trạng đường Ngô Đến rộng 14m nha quý cô chú anh chị nha. Thì em Long sẽ đi ngược lại, lại sẽ ra đường 2/4 là cũng ra ngay chỗ Tháp Bà Bonaga luôn. Và em Long sẽ chạy thẳng từ Tháp Bà Bonaga sẽ chạy thẳng ra tới bãi tắm Hồng Trồng cho quý cô chú anh chị xem, và mất tầm khoảng bao nhiêu phút nha. Thì trên thì hiện tại em Long sẽ không sử dụng mic cho nên là đi đường sẽ rất là nhiều tiếng ồn, tiếng gió và tiếng xe máy bóp còi quý cô chú anh chị. Đó, và quý cô chú anh chị nghe thì thông cảm với em Long nha. Đó, và đặc biệt trên mặt tiền đường Ngô Đến này thì rất là hiện tại đang có rất là nhiều nhà cao tầng và kinh doanh cũng rất là nhiều luôn. Đó. Có trẻ chưa mầm non. Thì hiện tại cái căn nhà của mình là đi ra được cái ngõ này nè quý cô chú anh chị. Đó, đi ra được ngõ này nè. Đó. Ở đây là cái con đường sẽ được mở rộng 10m. Đó, đường này sẽ được mở rộng 10m kết nối ra chợ Bình Hải luôn. Đó. Đây ha. Và bây giờ em Long sẽ tắt tiếng và để cho quý cô chú anh chị xem cảm nhận nha. Thank you.
Thank you.